Pizza, pizza for breakfast. Pizza, pizza, Rafi. Rafi, come here. Pizza. Raphael. Rafi. Come. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Em sói ngủ trong phòng sói ngon lành cành đào. Sáng tự dậy, tự chạy ra ngoài nhìn thấy mẹ gọi. Good morning, mommy. Hôm qua nhà sói ăn pizza còn nhiều nên là sáng nay dậy thì hai mẹ con mình nghĩ là thôi, hai mẹ con ngồi ăn pizza luôn vì là mình cũng đói ý. Thế nên là bây giờ hai mẹ con ngồi ăn pizza ăn sáng này. Sau đấy thì hôm nay thì hai mẹ con mà có kế hoạch đi ra ngoài ý, thì phải đợi cho người ta đến để người ta chở cái hàng rào mới đến cho ông nội, xong thanh toán tiền cho người ta, sau đấy thì hai mẹ con mới đi được. Và mình cũng không biết là mấy giờ người ta đến nữa. Sáng nay mình hỏi ba sói là, ba sói hỏi ông xem là mấy giờ người ta đến, thì ba sói bảo là ông cũng không biết là mấy giờ người ta đến nữa. Hy vọng là người ta sẽ đến và bắt đầu làm công việc sớm ấy. Như là nhà sói có người đến trải thảm cỏ đấy, họ đến từ lúc 6:30-7 giờ cơ. Bây giờ vẫn chưa thấy họ ho he gì cả ở bên nhà ông, nên là không biết là mấy giờ họ đến. Hy vọng là không phải là buổi chiều, vì là hai mẹ con muốn tranh thủ đi từ buổi sáng cho nó mát ấy. Hôm nay mình muốn đi mua sắm linh tinh, len teng, mua tranh, mua ảnh để treo vào tường, để treo vào phòng của bà ngoại sói. Và hôm nay lại là thứ tư, mọi người nhớ không, thứ tư. Nên là hai mẹ con sói sẽ lại đi đón ba sói và ăn tối ở bên ngoài. Rafi. Và có khi bây giờ nhà sói sẽ có lịch là tối thứ ba là ăn pizza, tối thứ tư là ăn tối ngoài, tối thứ năm mẹ nấu ở nhà, tối thứ sáu mẹ nấu ở nhà con nhà. Yeah, yummy. Eat your brekkie. Come on. Ăn pizza mà toàn nhặt thịt ăn thôi. Meat. Meaty. Nhặt ăn hết thịt xong bắt đầu mới ăn đến cái bánh. Kiểu đúng kiểu hết nạc vào đến xương ấy ạ. Yum, come on. Hay là hôm nay con có muốn đi IKEA không? Hai mẹ con đi IKEA. Water? You want water? Would you like some water? Please, mama. Nói thế nào? What you gonna say? Please, mama. Please, mama, water. Here you go. Nào. Uống từ từ. Slow down. It's a lot and it's cold. Num. Okay. And now eat your pizza, please. Eat your pizza. Hurry up. Oh. Yeah, oh, that's oh. Em tìm thấy chữ O. Nhầm nhầm, lại nhặt chít đấy. That's a lot. Yum. You gonna eat that or not? Here you go, look. Rafi, that's naughty. Hurry up, eat it. Thôi kệ em nha, mẹ ngồi mẹ ăn đây. Chắc là em thấy lạ là sao sáng nay nhà mình, hai mẹ con mình lại ăn pizza mà không phải là ăn snack bar nhỉ? Nào. Yeah, mommy gonna eat now. Thank you.
mọi việc rồi, giờ này mà chưa thấy họ chở hàng rào đến cho nhà ông bà nội nhà sói. Bây giờ đã gần 12 giờ rồi. Mình chuẩn bị cho em sói ăn trưa này. Sau đấy thì sẽ trang điểm này. Trang điểm nếu như mà người ta vẫn chưa đến hoặc là người ta đến muộn thì là mình sẽ cho em sói đi ngủ, rồi là tranh thủ làm cái vlog cập nhật tình hình bầu bí ở tháng thứ 8 ấy. Còn nếu mà người ta đến sớm hơn thì sau đấy thì hai mẹ con sẽ đi ra ngoài trung tâm mua sắm. Và đi ra ngoài thì mình sẽ không làm cái vlog đấy nữa, mà mình sẽ gộp cái vlog đấy với lại cái vlog cập nhật tình hình bầu bí ở tháng thứ 9 vào với nhau. Vì là hai cái tháng đấy nó cũng gần nhau mà. Bây giờ là em trích hơn 8 tháng rồi, gần 9 tháng rồi mà. Buồn cười thật đấy. Không biết là mấy giờ người ta mới đến nữa. Người ta mà đến muộn vào tầm khoảng độ 1-2 giờ chiều người ta mới đến thì là mình sẽ làm vlog cập nhật tình hình bầu bí tháng thứ 8 đấy. Và sau đấy thì là hai mẹ con sói sẽ chuẩn bị đồ này, đi ra Garden City luôn. Tại vì ở Garden City thì là một nửa đường đi đến công ty ba sói không. Thì hai mẹ con sẽ ra đấy mua các thứ, nhà cũng hết gạo rồi, mình mua gạo luôn ở đấy để đợt này mẹ mình sang thì không phải đi mua ấy. Sau đấy thì là lang thang ở đây đến tầm khoảng độ 5 rưỡi. Thì hai mẹ con từ đấy đi đến công ty đón ba sói và nhà sói lại ăn tối ở ngoài tối nay. Rafi, do you wanna play in your room? Baby, do you wanna play in your room? Sói đang xem phim truyền hình ở trên kênh TV của em ý. ABC Kid! ABC Kid! Từ sáng đến giờ là TV hát cái gì là em hát theo cái đấy. Buddy! Mẹ vlog nên là mẹ phải tắt tiếng của em đi. Sorry baby. Rafi, you wanna play in your room? Come on! Đi vào phòng chơi đi con đi. Ôi dồi ôi, chữ với số lẫn lộn thế này hả con? Raphael! Ôi. Look! What happened? Can we do it again? Can mommy close this? Close this one. Okay. We don't need it open. Smell it. Smell it. Ew! Ew, smell it. Ew. Oh, Teddy. Hi, Teddy. Hi, Teddy. Lát nữa mẹ luộc ngô cho em ăn nhá. Rafi, look. Come here. Come do letter with mommy. X. Z. Yeah. What else? M. M. Yeah, can you put M on the place, please? Yeah, that's right. No, other way, like this. M. What this one? What that one? U. No. U. Đây là U. What else? F. Có cái hộp sáp không, cứ nghịch mãi từ sáng đến giờ. Smell it, Rafi. Con ngửi này. Bảo em ngửi cái gì bây giờ em cứ như con chó to nhỉ. Yeah. Where's K? Where's K? This K. Where K gonna go? Go. This one Q. K. This one V. Yeah. What's that one? L. Yeah. How about this one? Oi. I. Yes, that's I. Đúng rồi, đấy là chị Y ngắn nằm ở đâu? Where about is it? Where
Mommy think this one. Try this one. Try that one. Try. Nào con thử một lần nữa nào. That's right. I. Yeah. How about this? N. That's H. That's H. Well done. Đúng rồi. Now N. N. Thử nói tiếng Việt với em giỏi nhá. con ngồi lên ghế của con đừng ngồi lên cái đồ chơi đấy. This one, Rafi look. Rafi look. B. S. Oh. J. That one. R. Play. Số 3 thì toàn đọc là play. Ouch. Cụp đầu vào cửa biết nói ouch. 3. Này, chú em sắp xếp lại cái này nhá. Y. P. R. E. D. C. G. Smell it. Ngửi đi. A. Con ngửi miệng ra nào. Smell it. W. Okay, do number. No, do number. Number 2. Yeah. Where's number 1? Green, that's right. Green. What color this one? Yellow, đúng rồi. What else? This one? This one? Blue. 4. At 12. 15. 14. 1. Mẹ xếp gọn luôn vào cho em này. 9. Vì em chơi từ sáng rồi. 8. Nên bây giờ em chán đấy ạ. 6. Oh no. Oh. 13. Oh. Is that ngửi. Ôi trời ngửi. Is that smell nice? Nice. Have you say nice? Row. Nice. Rafi, can you say hello baby? Where's your monkey? Em khỉ của con đâu? Where's your monkey? Oh no. Do it again. Cũng chẹp lưỡi. Cũng tặc lưỡi chứ. Cái gì cũng học theo tôi thôi. Cái bác này ạ. Cái gì bác cũng làm theo. Tôi làm là bác làm theo thôi. Ôi. Rafi, can mommy lie on your bed? Oh my goodness. Rafi, it's so cool. Mọi người nhìn em chích này. Nhìn em chích là sẽ không nhìn thấy em sói bây giờ nữa. Em chích này. Boom. Raphael. Mẹ ra mẹ luộc ngô cho em ăn trưa nhá. Ok. Lại bỏ hết chữ ra đấy. Tôi ngồi xếp lại. Ok. Party.
Cái ngày hôm nay là cái ngày mà mình cứ tưởng là rảnh rang, có nhiều thời gian để làm mọi thứ ấy. Xong cuối cùng là cứ vội vội vàng vàng. Mọi người biết vì sao không? Vì là hôm nay mình có cái kế hoạch để làm cái vlog chuyện bầu bí đấy. Thế nhưng mà mình phải đợi người chuyển đồ các thứ ở bên nhà ông bà nội, và người ta đến muộn, đến tận 4 giờ chiều họ mới chuyển đồ đến. Thế là mình lại phải trông, và không thể nào mà ngồi ở trong phòng để mà quay vlog được. Vì là nếu như mình đang quay dở họ đến thì mình lại phải dừng ấy. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi, và bây giờ là 5:30, hai mẹ con sói chuẩn bị đi ra ngoài để đi đón ba sói. Thế là mất hơn 2 tiếng đồng hồ với người ta. Nhưng mà mình cũng đã tranh thủ làm xong vlog cập nhật tình hình bầu bí ở tháng thứ 8 rồi. Và mọi người sẽ được xem cái vlog đấy cùng ngày với vlog này, cùng một ngày. Chắc là mọi người xem vlog này thì mọi người vào chuyên mục chuyện bầu bí để xem vlog đấy mọi người nhá. Còn bây giờ thì hai mẹ con sói đi đón ba chối đây. Papi, let's go, let's go, let's go get daddy. Hurry up, let's go, we need to go. Come on, come on. Và trưa nay thì là sói cũng không được ngủ nghỉ một tí nào cả, vì là mẹ đợi người đến. Phòng em sói ngay tại đây, người ta đến mà người ta gõ cửa thì em ấy lại dậy, nên là mình để cho em ấy chơi không ngủ trưa. Mình cho em vào xe đã nào. Em sói trưa nay không ngủ nên là mẹ đặt vào xe cái đi khoảng độ được 5 phút từ nhà là coi như em ngủ tít mít đến tận bây giờ luôn. Hai mẹ con vừa đến nơi, ngồi đây đợi ba sói rồi lại đi đỗ xe, và mình lại thấy thèm cái món canh sườn Hàn Quốc rồi. Như thường lệ thì chắc là nhà sói lại đi ăn đồ Hàn Quốc, sau đấy thì là đi uống trà sữa Gongcha và về nhà. Ngày mai thì hai mẹ con sói lại phải ở nhà buổi sáng, buổi chiều thôi con nhỏ. Sáng thì mình đưa em sói đi nhóm chơi thứ năm. Ngay. Biết mọi người nghe thấy không? Tay vẫn cầm ô tô với cả em tàu Thomas nha. Đấy, ngày mai thì mình sẽ vẫn đưa em sói đi chơi nhóm chơi sáng thứ năm, sau đấy thì chiều về thì hai mẹ con trông người ta làm hàng rào mới cho nhà ông bà nội. Người ta sẽ làm từ sáng thôi, thế nhưng mà mình không xem, không trông người ta làm buổi sáng, để kệ người ta làm, vì là làm thì sẽ mất cả ngày mà. Và mình cũng không muốn em sói bỏ lỡ nhóm chơi nữa, nhóm chơi thứ năm vui mà. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 28 độ 5. Cho em tự ăn cơm nhá. That's water. You want this? Holding it. You want water in it? Con có bình nước của con đây. Yeah. Did you get the guy a treat? Yeah. Đợi một tí cơm ra mẹ đưa cơm cho nhá. Úi trời ơi, tìm cái dây bảo hiểm không thấy nó thắt vào. Hãy
sói về đến nhà rồi đây. Mẹ sói no căng cả rốn, đi không thở nổi. Và hôm nay không còn chỗ nào ở trong bụng cho trà sữa Gong Cha nữa, nên là nhà sói thẳng về thẳng nhà luôn. Bây giờ thì là ba sói sẽ ngồi nghỉ một lúc, rồi là ba con sói sẽ tắm cho nhau. Mình sẽ đi dựng vlog. Sau khi dựng vlog xong thì sẽ vào tẩy trang và đi ngủ. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và nhà sói sẽ hẹn gặp lại mọi người ở vlog ngày mai mọi người nhé. Bye. Raffi, you wanna say bye bye? You wanna say bye bye? What did you say? Baba. What did you say? Come on, Baba. Raffi. Come on, Baba. Come on, baby. Raffi, say it. Come on, baby. Come on. Bây giờ mẹ nói cái gì là nhẹ, nhắc lại cái đấy. Come on, baby. Come on. Look. What is that, Raffi? Can you say bye-bye? Bye-bye. Good boy. Come on, baby. Ooh. Come on, my baby. Come on, baby. Come on, my baby. Look. Daddy, hear that? Hello, baby. Happy book. Come on, daddy. Bye-bye.